Video Nihongo Master lần này chúng ta sẽ phân biệt 4 đuôi từ sa, mi, me và ge. Các bạn rất hay nhầm đúng không ạ? Omomi, omosa, rồi là kanashi ge, rồi cả nagame, amame. Chúng ta rất là khó phân biệt nó, đúng không ạ? Và đặc biệt là hai cái danh từ hóa tính từ sa, mi. Sa, mi các bạn rất là hay hỏi. Thế còn chỉ cần trong mỗi video này thôi, mình đã giải quyết cả 4 anh này cho các bạn. Nhất trí không ạ? Đầu tiên này, về sa và mi trước. Đó, tại sao mình cho sa và mi là một cặp để mình phân biệt? Bởi vì hai thằng này nó là gì ạ? Danh từ hóa tính từ, tức là cho sa và mi nó auto thành danh từ luôn. Cái sa và mi này thực ra nó không quá khác nhau nhiều, cho nên khi mà nghe, khi mà đọc thì ý nghĩa của nó gần như là giống nhau, cho nên chúng ta không phải quá lo lắng. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng ấy thì hàm ý của nó khác nhau, cho nên để sử dụng đúng nhất chúng ta phải hiểu sự khác nhau nhỏ của nó, cái hàm ý của nó ấy. Thứ nhất, nó khác nhau ở phạm vi dùng. Đó, sa thì dùng rất nhiều, dùng nhiều nhất, thằng nào nó cũng dùng được, tính từ nào nó cũng cho bỏ y thành sa, bỏ na thành sa. Nhưng mà mi thì chỉ dùng cho một số trường hợp mà thôi, và hầu như những trường hợp đấy là đều là tính từ đuôi y. Ví dụ như okisa, né, natsukashisa, nó đều là gì ạ? Sự to lớn này, hay là sự hoài niệm. Cái này chúng ta chỉ dùng với sa thôi. Nhưng mà atatakasa có thể nói là atatakami. Đó, sự ấm áp đúng không? Hay là omosa, omomi, né, amasa, amami, đều dùng được cả hai. Đó là thứ nhất là về cái phạm vi sử dụng. Tiếp theo ý nghĩa, cái hàm ý của nó khác nhau thế nào này. Đầu tiên về cách dịch sang tiếng Việt, omosa đi, omoi đúng không, thành omosa. Omosa nó là trọng lượng, còn omomi nó là sức nặng. Đó, amasa là độ ngọt, còn amami là vị ngọt. Và bây giờ các bạn nhìn vào tiếng Việt của chúng ta có thể tự thấy cái sự khác nhau qua cách mình dịch nó sang tiếng Việt không ạ? Sa ấy, nó sẽ thể hiện tính chủ quan, liên quan đến thước đo, chỉ số, độ ngọt, trọng lượng đúng không ạ? Chỉ số bao nhiêu này, độ ngọt như thế nào này, trọng lượng bao nhiêu cân này, sức nóng bao nhiêu độ này. Đó, hoặc là về gì ạ? Kanashisa, muzukashisa, nó là độ khó. Cái độ khó, cái nỗi buồn đấy mà ai ai cũng thấy khó đúng không ạ? Ai ai cũng thấy buồn. Muzukashisa no aru mondai, cái bài tập, cái vấn đề mà khó thì ai ai cũng nhìn thấy nó khó, chứ không phải mỗi mình cảm nhận. Nhưng ngược lại này, chúng ta có từ kanashimi thì nó nhấn mạnh cái nỗi buồn mà mình cảm thấy, hay là amami là cái vị ngọt mà mình cảm thấy. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Nó có mỗi như vậy thôi. Chúng ta đây thấy đơn giản không nào? Tiếp theo này, xong hai anh sa và mi rồi, chúng ta đến với me. Me này khá là dễ. Me này về phạm vi sử dụng ấy, thì nó chỉ đi một vài tính từ nhất định mà thôi, thường chỉ kích thước, mức độ hoặc là hương vị nào đó. Thế khi mà chuyển nó sang me rồi thì nó trở thành một cái danh từ mới, nhưng nó có thể là danh từ mới, nó có thể là tính từ. Cái đuôi me này nó có thể vừa là danh, có thể vừa là danh từ, có thể vừa là tính từ đuôi na. Đó, và ý nghĩa của nó thì các bạn có thể hiểu theo cái cách là nó chỉ sự so sánh. Tức là ngọt hơn một chút, dài hơn một chút, to hơn một chút. Nhưng mà các bạn có thể hiểu theo một cách khác, đó là chỉ loại. Loại dài, loại ngắn, loại mặn hơn, loại ngọt hơn. Mình thì thích giải thích theo cái cách là loại. Đó, ví dụ này, gohan wo sukuname ni shite kudasai. Sukuname ni shite kudasai là gì? Hãy cho tôi cái phần cơm, cái phần ăn mà ít cơm. Đó, hoặc là gì ạ? Negi wo nagame ni kitte kudasai. Hãy cắt hành dài hơn một chút, tức là cắt hành theo kiểu theo cái loại cắt dài, cắt từng phần dài một. Sẽ có những người thích cắt ngắn đúng không ạ? Đúng không? Hãy cắt dài cho tôi. Đó thì là gì ạ? Nagame ni kitte kudasai. Ne, ii desu ka? Đương nhiên là trong đấy nó cũng sẽ có sự so sánh. Có sự so sánh nhá. So với những loại cắt khác chẳng hạn. Hoặc là gì ạ? Amame no juice ga hoshii desu. Tôi muốn một cái loại đồ uống, nước ép nó ngọt ngọt hơn, cái loại ngọt hơn bình thường chẳng hạn. Đó. Tính từ đuôi na cũng có thể thêm me vào được và chuyển sang một cái thằng mới, cũng vẫn là tính từ đuôi na. Ví dụ như kire đúng không ạ? Tính từ đuôi na đúng không ạ? Thì kire me na fuku. Cái loại quần áo nó đẹp đẹp một chút, nó diện diện một chút để mặc đi dự tiệc chẳng hạn. Đó, đó là me. Các bạn thấy đơn giản không ạ? Cuối cùng là ge. Ge thì hầu như chỉ đi với đuôi y mà thôi, tính từ đuôi y mà thôi. Nó có nghĩa là gì ạ? Trông có vẻ. Đó, chúng ta nhìn bề ngoài chúng ta thấy là trông có vẻ gì đó. Chúng ta đoán đúng không ạ? Nó bằng với cả đuôi sô. Đó. Và cái thằng mới tạo ra nó cũng trở thành một tính từ đuôi na mới, hoặc cho thêm nhí vào để thành phó từ. Ví dụ như sabishi ge ni hitori de suwatte iru, tức là ngồi một mình một cách buồn bã, mình nhìn thấy một cách rất là buồn, một cách rất là cô đơn đúng không? Mình nhìn thấy với mình nói, mình tả với anh ấy. Hoặc là shitashi đúng không? Thì shitashi ge ni hanashite iru, nói chuyện một cách rất là thân thiện, thân mật. Hoặc là tai, tai là gì ạ? Yaritai, yomitai, tabetai, muốn đúng không? Thì cái thằng này cũng có thể ghép với cả ge, rất là đặc biệt. Tai thành tage. Nani ka itage na kao shite imasu, tức là có cái khuôn mặt có vẻ muốn nói gì đó. Đó, hoặc là gì?
tanoshi để tanoshi so ni hoặc là tanoshi ge ni đều được đó, hay là sabishi ge nam me o shite imasu có cái ánh mắt rất là buồn, rất là cô đơn, nó tính từ đôi na đấy. Ngoài ra nó có một cái cụ hay dùng là gì ạ, imi arige, imi arige tức là có ẩn ý gì đó, imi arige ni warate iru, anh ta cười một cách đầy ẩn ý. Đó, vậy là chúng ta đã xong 4 đuôi câu sa, mi, me và ge. Rất là đơn giản đúng không nào? Và hy vọng các bạn sẽ không còn sợ 4 anh này nữa. Nếu mà mata, sugi no douga de oai shimashou. Bye bye.